Hello, thân mến chào quý anh chị đã đến với kênh BNT Củ Chi nha. Hôm nay tiếp tục săn bán một con âm ly âm thanh giá rẻ nha các bạn. Âm ly này là hiệu Jaguar, là máy máy gáp nha. Jaguar Soyom SBA 203N. Cái đời này là hàng gáp nha các bạn, nhưng mà cái máy hôm nay tới 12 con sò lớn. 12 sò lớn luôn nha. Cấu hình là đánh tốt, một cặp 25 đó, đánh căng một cặp 25, và nghe nhạc karaoke là rất là hay luôn nghe quý anh chị đó. Máy hôm nay là 12 con sò lớn, 12 con Toshiba 5200 và 1943 nha. Rồi bây giờ mình test sơ. Ba lần đó, ba lăng hai bên ngon lành. Thì máy bên mình bán là dàn nút phải đảm bảo là hoạt động tốt hết 100% nghe các bạn. Ba lăng cắt ngọt nè, dàn nút volume là không ù xè, không gột gẹt, dặn là ốp phê lên liền đó. Bây giờ mình test hết cái máy rồi mình sẽ quay cái gột sau ha. Ba lăng. Xin chào các bạn, đã quay trở lại kênh Martin Đi Đăng. Rồi, bật quảng cáo rồi. Đấy, rồi tắt quảng cáo. Máy này đánh chắc âm ra rất là tốt nha các bạn. Và độ bền nó cũng cao luôn. Hiện tí nữa mình quay cái ruột mình soi cho các bạn rõ hơn. Âm thanh ra rất là hay nha. Đó, 3S là up phê luôn, 3S up phê rất là cao, tiếng nó hay lắm các bạn. Rồi bây giờ đến phần test mid, thì cái dàn bo mid này là mình đã thay thế hai cái bo mid và bo echo của cái máy máy xịn của hàng Kali chính hãng nha các bạn. Nó mình tháo một cặp mid và cái echo nó mình đắp qua con này luôn, nên cái chất âm karaoke cũng khá tốt luôn. Nói chung là con máy này hoạt động rất là ngon lành, đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc karaoke, giá lại rẻ. Tí nữa mình báo giá sau. Giờ các bạn nên xem tham khảo trước con máy rồi mình báo giá, rồi các bạn ưng thì hãy liên hệ cho bên mình nhé. Alo. Mic rất là nhạy luôn. Lô 1 2 3 4 5 6. Đó, mình thay toàn bộ cái dàn của Kali qua hết California nghe các bạn, máy chính hãng công ty. Thì con đó bị lỗi quá cái mình đắp cái dàn bo đằng trước qua con này luôn. Thì nói chung có đồ nào ngon thì mình sàng qua sàng lại gáp cho cái máy nó ok hơn hết các bạn. Alo, một, hai. Con đường xưa em đi vần lên mái tóc thề. Hát nhẹ te, vang nhại ngon lành nghe các bạn. Nói chung con này karaoke gia đình bình dân giá rẻ, chất âm tốt luôn. Rồi bây giờ là soi mặt tiền của nó ha. Mặt tiền là đẹp long lanh nè. Mặt tiền đẹp nha, nắp máy. Rồi để mình lấy cái nắp máy xuống. Nắp máy là can xà beng luôn nha các bạn. Nắp máy con vỏ này rất là dày, dày nặng luôn. Vỏ máy dày nặng đẹp. Vỏ máy theo máy của nó luôn chứ không phải nắp sàn qua nha các bạn. Vỏ máy đầy dày đẹp nặng à, nói chung con máy hôm nay ngoại hình khá ok. Rồi bây giờ soi cái ruột nó ha. Máy là 12 con sò lớn luôn nha các bạn. Công suất mình không nói lớn nhưng mà kéo một cặp loa 25 là đánh là maximum luôn.
chứ mình không nói khoác là đánh lo ba tắc bốn tắc gì hết đó, mình nói là bao các bạn đánh một cặp 25. Cổng ga lo là cổng loại tốt mũ chịu nhiệt nha các bạn, cổng ga lo nè. Rồi cái chui cắm điện nó nằm ở góc trên lận đó, con này chui cắm điện nằm góc trên. Nói chung con máy này là cũng khá là ok á. Đây bây giờ mình sẽ soi cái ruột và báo giá luôn. Con máy này chạy tăng phô 15A, dây là hình như là xác suất dây đồng rất là cao đó. Mình nghía vô trong góc bên đây nhìn vô này các bạn, mình hé ra mình thấy dây công suất, dây sơn, dây cuộn hứ cấp á các bạn, màu đỏ tư và dây nó không quá to, là cái máy này xác suất dây đồng rất là cao, gin nó cũng nặng nữa các bạn. Đó, tăng phô 15A, nguồn là chạy là có gle nè, cầu diode của nắng cho hai tụ lọc nguồn, tụ lọc nguồn là 10.000 UF. Đó, bo nguồn cũng đầy đủ chức năng. Rồi bây giờ đến phần công suất của nó. Đó các bạn thấy không, một bên là 6 con sò nha, sò này là sò lớn Toshiba, 12 con lớn lận nghe các bạn. Toàn bộ con máy này là nguồn với công suất là chưa qua sửa chữa lần nào luôn, máy còn zin nghe các bạn. Có sao mình nói vậy, không bao giờ nói ấy đâu. Ở máy là máy dọn lên thôi, chứ công suất nguồn là còn zin 100%. Thì mình cố gắng mình làm sao cho con máy nó hát hay hơn và chức năng chất âm nó ra tốt hơn thôi. Đây mình đã hai ba cái bo ha các bạn. Bo này là bo xịn của máy Kali nha. Đó, có đóng chữ Kali. Mid 4BC, mid trên mid dưới như nhau. Và echo con này là 2399 là IC nhập nha các bạn. K là bao nhẹ bao hay luôn. Rồi bây giờ trời nó mưa luôn nha các bạn, mưa gọc. Đó, thì nguyên con máy là mình cũng quay hết cho các bạn. Là con máy này là còn gin nha, còn gin 100%. Đó, mình hai ba cái bo này. Rồi bây giờ mình, tại trời nó mưa các bạn, mình báo giá luôn nha. Con này là bán 700.000 bao ship toàn quốc, chuyển tiền trước gửi hàng liền nha các bạn. Đó, con này bán 700.000 thôi mà bao ship luôn. Đó, bác nào xem qua mà có ưng thật lòng muốn mua thì hãy liên hệ em, với điều kiện là phải chuyển tiền trước. Đó, bác nào tin tưởng bên BMT Củ Chi thì hãy liên hệ cho em. Mình buôn bán là uy tín, đóng hàng là cố gắng đóng hàng chất lượng, đóng hàng là hạn chế những sự cố về da đập vỡ hỏng hư hỏng hàng ha. Mình cố gắng về vấn đề đó hết sức. Rồi các bạn nào mà yêu thích mình muốn mua con máy này thì hãy liên hệ mình nha. Máy bán 700.000 bao ship toàn quốc. Đó, bác nào ưng hoặc là muốn mua thì hãy liên hệ em, chuyển tiền trước em mới gửi hàng. Đó, tại giá nó cũng không có mắc, nên mình ai mà tin tưởng muốn sở hữu nó thì cứ liên hệ em. Và đặc biệt mua là không hứa hẹn, chiều mai mốt thì bỏ qua giùm em luôn. Mua thì mua liền, không mua thì thôi đừng có gọi. Làm ăn phải đâu đó ra đó rõ ràng hết nha các bạn. Không hứa hẹn, không kèo nèo, không ép ai hết. Rồi con máy hôm nay hiệu là Jaguar FPA 203N, chạy 12 sò lớn, đánh là tốt một cặp 25, bao đánh luôn. Công suất nguồn có sao quay dậy, nghe nhạc karaoke tốt hết. Con máy vỏ còn đẹp luôn. Rồi bây giờ trời nó đang mưa lâm râm, mình kết thúc video ở đây. Rồi mình nhắc lại cái giá là 700.000 bao ship toàn quốc. Bác nào chốt liên hệ sớm cho em. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại nha.